Xin chào ngày mới quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chương trình chào ngày mới sáng thứ sáu ngày 25 tháng 8 của STV. Thưa quý vị và các bạn, bước đầu thực hiện chuyển đổi số của tỉnh Sơn La đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp, các ngành đã tích cực tham gia xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, nhiều sản phẩm, dịch vụ thiết thực phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đóng góp vào những thành công đó có vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền về chuyển đổi số. Nội dung này sẽ được phản ánh trong mục cuộc sống số hôm nay. Cùng những thông tin đáng chú ý khác, trước hết, mời quý vị đến với phần tin tức. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, trong các tháng còn lại của năm 2023 sẽ đáp ứng đủ điện cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Đồng thời, chủ động xây dựng hai kịch bản cung ứng điện cho năm 2024. Theo đó, tập đoàn đang và sẽ chủ động tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp, trong đó nỗ lực bảo đảm độ khả dụng, sẵn sàng của các nhà máy do tập đoàn và các đơn vị thành viên quản lý, hạn chế tối đa sự cố các nhà máy, đặc biệt là các tổ máy nhiệt điện than miền Bắc. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng làm việc với Tập đoàn Than khoáng sản, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Khí Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc để đảm bảo đủ nhiên liệu than khí cho sản xuất điện, lập lịch huy động cao các nhà máy nhiệt điện ngay từ đầu năm 2024 để điều tiết nước, giữ mực nước các hồ thủy điện mức cao ở thời điểm cuối mùa khô một cách tối ưu theo quy định. Công tác quy hoạch có vai trò rất quan trọng trong phát triển đất nước nói chung và địa phương nói riêng, giúp mỗi địa phương định hướng cho phát triển, từ đó khơi thông đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhanh và bền vững. Tỉnh Sơn La đã xây dựng quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, chú trọng nghiên cứu phát triển một số lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản, năng lượng tái tạo, nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao gắn với phát triển vùng nguyên liệu, nông sản hàng hóa quy mô lớn, tập trung hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững và nuôi trồng dược liệu có giá trị gia tăng cao, du lịch với sản phẩm đa dạng, gắn với phát huy, bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống và cảnh quan thiên nhiên đặc hữu. Theo đó, tỉnh Sơn La chia thành 4 vùng liên huyện gồm vùng đô thị và quốc lộ 6, vùng cao nguyên Mộc Châu và phụ cận, vùng lòng hồ và lưu vực sông Đà và vùng cao biên giới. Quy hoạch tỉnh Sơn La đã xây dựng các kịch bản phát triển, các khâu đột phá, phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng, quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn, các khu chức năng, kết cấu hạ tầng. Những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã tác động đến mọi mặt đời sống văn hóa, kinh tế xã hội, gia tăng chi phí khắc phục thiệt hại, thiên tai với tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn như Sơn La. Dưới tác động của biến đổi khí hậu, những năm gần đây, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp theo chiều hướng cực đoan, trái quy luật, tần suất lớn, cục bộ, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Giai đoạn 2017-2022, thiên tai đã làm 67 người thiệt mạng, 78 người bị thương, hơn 700 nhà sập đổ, hơn 2.200 nhà phải di rời. Cùng với đó, biến đổi khí hậu gây thiệt hại gần 1.000 hectare lúa, hoa màu, hàng nghìn con gia súc, gia cầm của người dân mỗi năm, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, các hiện tượng sương muối, băng giá, mưa đá, hạn hán cũng tác động không nhỏ đến sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản, làm suy giảm diện tích rừng, chất lượng rừng, suy giảm đa dạng sinh học, ảnh hưởng mục tiêu giảm nghèo bền vững. Để ổn định đời sống cho người dân vùng thiên tai, công tác sắp xếp ổn định dân cư, khắc phục cơ sở hạ tầng cho người dân luôn được tỉnh Sơn La quan tâm, chỉ đạo sát sao, huy động kịp thời các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, nguồn ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để xây dựng các điểm tái định cư, sơ tán, di chuyển dân đảm bảo nhanh chóng, ổn định đời sống, sinh hoạt cho nhân dân vùng thiên tai. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Sơn La đã đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 21 dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, dự kiến khởi công mới trên địa bàn 9 huyện Mường La, Phú Yên, Bắc Yên, Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Sông Mã, Vân Hồ, Sốp Cộp, Yên Châu, dự kiến bố trí ổn định cho gần 1.000 hộ dân. Thời gian qua, hoạt động tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường La đã và đang đồng hành giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã phối hợp hợp đồng ủy thác với 4 tổ chức chính trị xã hội của 16 xã thị trấn qua 350 tổ tiết kiệm và vay vốn cho 11.662 hộ vay với tổng dư nợ 490.657.000.000 đồng. Qua kiểm tra giám sát thường kỳ tại cơ sở, nhìn chung các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy được hiệu quả vốn vay. Cùng với các chương trình, chính sách khác của Đảng, Nhà nước được triển khai, nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội
phát huy hiệu quả đã góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo huyện Mường La xuống còn 14,7% năm 2022. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được huyện Mai Sơn quan tâm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Huyện đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 5.400 ha cây ăn quả sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, 2.700 ha cây ăn quả sản xuất theo hướng hữu cơ, giá trị thu nhập trên 200 triệu đồng trên 1 ha đất canh tác ứng dụng công nghệ cao. 70% các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp tuân thủ quy trình canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, Global GAP. 50% diện tích cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP được cấp mã số vùng trồng, có cơ sở sơ chế, đóng gói sản phẩm. Hàng năm sản xuất từ 25% sản phẩm quả phục vụ xuất khẩu, 30% phục vụ tiêu dùng trong nước, 45% phục vụ các nhà máy chế biến trong và ngoài tỉnh. Thời gian tới, huyện Mai Sơn sẽ tiếp tục tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, khuyến khích áp dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ làm nòng cốt nhằm tạo ra những nông sản có giá trị kinh tế cao, hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, dần hình thành các chuỗi liên kết sản xuất trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp, tập trung xây dựng các mã số vùng trồng và quản lý tốt các mã vùng trồng phục vụ cho xuất khẩu, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức của chương trình sáng nay. Bây giờ sẽ là cuộc sống số. Thưa quý vị, Nghị quyết số 17 ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 với mục tiêu chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện, trọng tâm là phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Để thực hiện mục tiêu đề ra, các lực lượng tuyên truyền đã đẩy mạnh triển khai nhiều biện pháp, góp phần làm chuyển đổi nhận thức và hành động của các cơ quan, đơn vị và nhân dân về thực hiện chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị. Ngay sau khi tỉnh ủy Sơn La ban hành nghị quyết về chuyển đổi số, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng nội dung này. Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền chuyển đổi số hàng năm, đã mở mới chuyên mục chuyển đổi số với thời lượng 10 phút, cập nhật tin tức, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh phát trên sóng phát thanh truyền hình, được biên dịch ra hai thứ tiếng Thái và Mông. Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La cũng đã cho ra mắt nhiều kênh tin tức trên nền tảng số để khán giả có thể theo dõi dòng chảy tin tức qua STV, không chỉ qua TV. Hiện nay đài đang sử dụng hơn 20 phần mềm chuyên ngành theo từng lĩnh vực phục vụ cho công tác chuyên môn, như là đầu tư ứng dụng phần mềm phát thanh viên ảo, đặc biệt là đầu tư xây dựng app STV Go để nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Qua đó đã giúp cho đài hoạt động linh hoạt, chất lượng và hiệu quả hơn. Được ví như cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số các cấp, hàng nghìn tổ chuyển đổi số hiện nay trên địa bàn tỉnh đã và đang phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn cho người dân ứng dụng công nghệ số vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, hướng dẫn người dân sử dụng và cài đặt một số ứng dụng cơ bản có ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống như các phần mềm về thanh toán không dùng tiền mặt, Zalo, tra cứu thủ tục hành chính, dịch vụ công và việc giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số từ cấp cơ sở. Thực sự qua thì tổ chuyển đổi cộng đồng của chúng tôi ấy, thì thành lập và cái hình thức sinh hoạt thì có trao đổi cũng như là hướng dẫn cho bà con sử dụng các dịch vụ trên điện thoại và các ứng dụng. Với tinh thần tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh cũng đã đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, giáo dục, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ. Lực lượng đoàn viên thanh niên đã hướng dẫn nhân dân cài đặt một số ứng dụng trên điện thoại thông minh như Sala Smart, báo cháy 114, đồng thời tuyên truyền đến nhân dân về lợi ích thiết thực của việc thanh toán không dùng tiền mặt. Thông qua công tác tuyên truyền đã giúp thông điệp chuyển đổi số thấm sâu hơn trong đời sống xã hội. Mặc dù tôi cũng nhiều tuổi rồi, không biết gì mấy về công nghệ, nhưng được đoàn viên thanh niên đến tận nơi cài đặt cho như thế này, tôi cảm thấy rất phấn khởi. Tôi cũng sẽ về tuyên truyền cho bà con trong bản để cùng cài đặt ứng dụng này. Cái nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt là cán bộ đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh đã có những chuyển biến ban đầu về rất là tích cực. Sự lãnh đạo
của cấp ủy chính quyền, đặc biệt là đưa vào thành các chỉ tiêu trong cái việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cũng như trong cái việc mức độ xây dựng kế hoạch triển khai công tác, hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Phổ biến kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng số cho doanh nghiệp và người dân. Đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sẽ là chìa khóa cho sự thành công của chuyển đổi số. Mỗi cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân phải chủ động, tích cực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ công nghệ thông tin, sẵn sàng tham gia và phục vụ thành công chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Vâng, trong thời đại 4.0, mỗi chúng ta đều không thể ngoài cuộc để trở thành công dân số và góp phần xây dựng xã hội số. Khép lại một cuộc sống số, mời quý vị tiếp tục chương trình với một thông điệp từ cuộc sống. Vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường. Thời gian qua, Chi hội Phụ nữ tiểu khu 8, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu đã tích cực tham gia nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa với các mô hình hay, hiệu quả. Trong đó, mô hình thu gom rác thải nhựa đã và đang mang lại hiệu quả, thiết thực, thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng. Đã thành thói quen, cứ vào những ngày cuối tháng, chị Quách Thị Kim Hoa lại thu gom phân loại rác thải của gia đình mình để lựa chọn mang đến điểm tập kết ủng hộ cho mô hình thu gom rác thải của Chi hội Phụ nữ tiểu khu. Tại nhà chúng tôi cũng đã thu gom và phân loại rác thải theo túi, túi xanh thì là rác thải tái chế, túi đỏ thì chúng tôi là rác thải không tái chế và những loại thực phẩm bỏ đi. Thì sau khi được tuyên truyền thì chúng tôi cũng đã làm như thế từ tại gia đình luôn và tôi thấy rất là vệ sinh, sạch sẽ. Để thực hiện có hiệu quả mô hình thu gom rác thải nhựa, chị em hội viên phụ nữ tiểu khu 8 đã chủ động thu gom phân loại rác thải tại gia đình và trên các tuyến đường ngõ xóm, từ đó lọc ra những loại rác có thể tái chế như vỏ lon, chai nhựa, giấy, bìa và để gọn vào một chỗ. Đều đặn vào các ngày cuối tháng, các tổ trưởng sẽ đến từng hộ để thu gom mang đến điểm tập kết của mô hình. Có một cái môi trường xanh sạch đẹp là cái đáng ghi nhận đầu tiên. Và cái thứ hai nữa, chúng ta sẽ có một nguồn quỹ để mình hoạt động cái phong trào này, cũng mong là chị em là luôn luôn đoàn kết để phát huy và duy trì cái phong trào được ngày một hiệu quả hơn. Qua hơn 10 tháng triển khai thực hiện, mô hình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của chị em hội viên phụ nữ nói riêng và nhân dân trong tiểu khu nói chung. Việc triển khai mô hình không chỉ góp phần làm cho môi trường sạch đẹp mà còn mang lại nguồn thu trên 6 triệu đồng từ việc bán rác thải tái chế. Nguồn quỹ này được chi hội thực hiện vào các hoạt động phúc lợi và an sinh xã hội ở địa phương. Sinh ra cháu bị bệnh tật từ lúc nhỏ, hoàn cảnh gia đình nhà tôi thì nói chung là cũng có nhiều khó khăn. Được sự quan tâm của các cấp, các ngành và đặc biệt là của chi hội phụ nữ tiểu khu 8 là hàng năm là ngày Tết, ngày lễ là đều có tặng quà cho cháu. Thì chi hội là cũng rất là quan tâm đến hoàn cảnh của cháu cho nên là gia đình nhà tôi cũng rất là cảm ơn. Việc làm nhỏ tác động lớn, phương châm mà mô hình thu gom rác thải nhựa hướng tới không chỉ đang tích cực góp phần bảo vệ môi trường, hỗ trợ kinh phí cho hoạt động hội mà còn lan tỏa những cách làm hay, hành động đẹp, sẻ chia, động viên giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Không chỉ góp phần chung tay bảo vệ môi trường, mô hình thu gom rác thải nhựa vừa rồi còn là hoạt động nhân văn khi có thể gây quỹ giúp đỡ những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Một mô hình nên được nhân rộng, góp phần làm xanh môi trường và đẹp cuộc sống. Chương trình Chào Ngày Mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.